Tại bệnh viện Bình Dân, mật độ biển cấm hút thuốc khá dày, cứ cách 2 đến 3 mét sẽ có một biển báo. Nhân viên bệnh viện được lưu ý quan sát những trường hợp vi phạm và cập nhật biển cảnh báo mới liên tục, nhờ đó khói thuốc lá đã được kiểm soát chặt chẽ trong 5 năm qua. Tuy nhiên, giải quyết triệt để việc hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện là điều dường như không thể. Kính thưa quý vị, tại bệnh viện Bình Dân, bên cạnh việc dán những bảng cấm hút thuốc lá công khai ở những nơi có đông người qua lại, thì ở những góc khuất như thế này trong bệnh viện cũng được dán những sticker cấm hút thuốc lá. Đây là một cách mà đơn vị này đang làm để giúp giải quyết được vấn đề là các thân nhân bệnh nhân thường tìm những nơi như thế này để hút thuốc và làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung của bệnh viện. Chúng ta cũng không đủ cái nhân lực để mà dàn trải khắp bệnh viện để mà ngăn chặn cái hành vi hút thuốc. Tuy nhiên là tất cả bệnh viện đều, nhân viên bệnh viện đều được truyền tải cái thông điệp là nếu như nhân viên y tế thấy được cái hành vi hút thuốc lá mà mình không nhắc nhở thì cái hình phạt đôi khi nó còn nặng hơn rất nhiều so với cái người thực hiện hành vi hút thuốc. Nghị định số 117 trên 2020/NĐ-CP. Đồng thời quy định cụ thể chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với từng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, tăng mức phạt chỉ là biện pháp cuối cùng. Điều cốt lõi là phải đẩy mạnh tuyên truyền để tăng nhận thức của chính người dân. Để cái luật đi vào cái đời sống á, thì đúng là nó cũng có những cái khó khăn. Thứ nhất á, là bệnh viện thì không có chức năng xử phạt. Thì chúng tôi cũng cố gắng để xây dựng những cái biên bản để mà lập biên bản của những cái đối tượng mà có hành vi hút thuốc. Và họ chưa ý thức được cái việc đó là đã được luật quy định và cấm thực hiện trong cái khuôn viên của cơ sở y tế. Cái hoạt động truyền thông thì từ khi luật ra đời đến nay thì chúng ta vẫn đang làm cái truyền thông luật. Thì theo một cái nghiên cứu năm 2018 của bên ngành y tế thì hiện nay là chỉ hơn khoảng chừng hơn gần 60% người dân thành phố Hồ Chí Minh đã từng nghe về luật phòng chống tác hại thuốc lá và họ hiểu về nó. Thành phố cũng đang hướng tới đó cũng là tăng cường cái vấn đề xử phạt. Đặc biệt là những cái nơi mà đã có quy định cấm theo luật mà chúng ta không thực thi và chúng ta không làm đúng theo cái luật thì chính quyền địa phương họ sẽ phải can thiệp và họ xử phạt để chúng ta xây dựng được cái thành công cái môi trường không khói thuốc theo đúng cái quy định của luật. Truyền thông về tác hại của thuốc lá nói chung, tăng cường giám sát các chiến lược quảng cáo, tiếp thị sản phẩm nhắm tới giới trẻ hiện nay là cần thiết để người dân và đặc biệt là thanh thiếu niên ý thức không bắt đầu sử dụng thuốc lá, xây dựng thế hệ trẻ nói không với khói thuốc. Song song với công tác truyền thông thì xử phạt cũng cần được chú trọng để tăng cường thực thi và thực sự đưa luật vào cuộc sống của triệu triệu người dân Việt Nam.